Ây da, ok. Bây giờ lại lại từ đầu. Hello, hello. Chào nữ Văn Ngọc. Thì Anna chào em. Mọi người chia sẻ giùm Quang ha. Jessie Trinh. Không, anh ngồi một chút xíu, anh nói chuyện với mọi người chút xíu rồi anh đi công việc nữa. Ở ngoài kế bên nhà hôm nay có đám cưới nên tí sẽ rất là ồn. Tại vì cái khuôn viên của anh á nó sẽ thông thông ra ngoài. Anh muốn cái gió trời nhiều hơn ở cái khuôn viên của anh. Nên sẽ ồn một chút xíu. Ồn phải trốn lên phòng. Sorry kìa. Đúng rồi, ăn sáng. Lý do đông đông thì nói về cái vụ mà khách hàng thì có rất là nhiều loại khách, có nhiều người là chửi khách nữa. Chào chị Kim Cô. Chào chị Cơ, Đoàn Yến Anh, Nguyễn Hương. Chào anh Sơn Nguyễn. Hà Văn Lương, Thanh Nhã, Nguyễn Linh có. Khi mà mua mua sản phẩm bên anh thì anh có cái dấu hiệu nhận biết nhẹ nhàng thôi. Chờ chút xíu anh xuống anh lấy cho. Đây anh đã quay lại. Ở trong cái sản phẩm của anh, sầu riêng của anh á, đều có một cái tờ hướng dẫn như thế này. Đó, tờ ba mặt về logo nữa. Ở trong thì có cách phân biệt sầu riêng nhúng thuốc và sầu riêng không nhúng thuốc ha. Bên đây là giá trị dinh dưỡng của sầu riêng nè. Sầu riêng mang lại nhiều vitamin. Đó, như anh đọc sơ ha. Vitamin á, cái sầu riêng mang lại giống như là sầu riêng giàu vitamin C nè, chứa càng nhiều kali nè, chất xơ, chứa rất nhiều phốt phát đó. Sầu riêng rất là tốt. Nên đó là lý do tại sao nhiều người thích sầu riêng ha. Còn đây là cái cách phân biệt sầu riêng nhúng thuốc và sầu riêng không nhúng thuốc, nhưng mà anh cũng nói luôn. Hiện tại thị trường Việt Nam á, cái sầu riêng để nhập đi chủ yếu nhập đi Trung Quốc rất là nhiều. Một tháng có thể nhập đi mấy chục tấn hàng đi qua Trung Quốc nha. Đó là giá trị sầu riêng đi qua Trung Quốc rất là mạnh. Tại dân Trung Quốc cũng thích ăn sầu riêng. Tuy nhiên, cái sầu riêng mà qua Trung Quốc á, anh không biết là qua luôn hay là sẽ bắt về lại ngược biên giới. Cái điều đó là xuất đi á, Trung Quốc nhập vô nha. Việt Nam xuất đi, còn Trung Quốc nhập vô nha, Linh có. Khỏi bắt bẻ nha. Tôi lóc Facebook bạn bây giờ. Thì cái cách cắt của người Trung Quốc bên Trung Quốc nó order mình cắt cũng khác với lại người để mình cắt cho dân Việt Nam mình. Thứ nhất, thứ hai về độ tuổi thì Trung Quốc cắt nhập xuất qua Trung Quốc á, nó ở cái độ tuổi chừng có 5-6 tuổi thôi là trái sầu riêng còn non, trái sầu riêng còn rất là non.
thì bằng cách thì nó sẽ nhúng thuốc để ép chín trái sầu riêng. Và vì cung cấp cho cái thị trường quá nhiều người ăn trong một ngày đó, tại làm sao cho nó chín, trái sầu riêng nó chín nhanh nhất, qua một đêm chín nhanh nhất, thì có những cái clip trên mạng mà qua có share hoặc là thông tin của Việt Nam mình có đưa, là bằng cách nhúng thuốc ép chín cấp tốc, trong cái thuốc đó sẽ tăng độ ngọt, tăng độ màu cho trái sầu riêng. Bình thường trái sầu riêng chúng ta cái màu cơm á, có cái màu vàng hơi là như thế này thôi, là đã thấy là đậm rồi. Nhưng mà riêng cái màu mà cơm mà ở ngoài chúng ta có thể mua trôi nổi, gặp một trái nhúng thuốc thì chúng ta thấy cái màu sẽ vàng rực rực như thế này. Đó, rực rực như cái màu vàng của mặt trời chiếu xuống của anh vậy. Rất rực, rất là nghệ. Thì phân biệt thì có thể là tụi anh thì anh đi anh phân biệt bằng cái cách anh coi gai. Chín mà gai nó chưa nở ra, tức là trái sầu riêng còn non, mà chín thì anh đặt vấn đề nghi ngờ. Thứ hai là coi cái cắt trên đĩa. Nhưng mà cắt trên đĩa thì xác suất 90%, bởi vì ở ngoài chợ lâu lâu có những cái lô hàng mà cắt để đi ra Hà Nội, Hải Phòng thì cũng cắt theo cái chuẩn của Việt Nam mình, thì cũng mời trên đĩa. Rất nhiều trái quan thấy là các bạn live stream order qua online, mở cơm cho khách order liên tục. Nhưng mà các bạn quên mất, trái sầu riêng đằng sau các bạn hoàn toàn là sầu riêng nó cắt cho Trung Quốc. Chắc là có thể là mình, nếu mà mình làm chuyên nghiệp hơn trong cái nghề đó thì mình sẽ nhận ra. Nhưng mà xin lỗi nha, sầu riêng để có chín để phục vụ cho mình á, tụi qua ví dụ cắt 100 kg mà qua phải để, nếu chín đó già đó thì qua để một tuần lễ 100 kg đó mới chín, nếu cắt đủ tuổi. Cái khi mà một trái sầu riêng trên cây, mà quý vị thấy không, lúc qua live stream đầu tiên ở cái vườn á, 2 tấn hàng, có một trái chín duy nhất, một trái chín duy nhất ở trên cây, nhưng mà vừa chín tới thôi. Thì các bạn nghĩ sao khi mà kêu là một ngày nào cũng có sầu riêng để cung cấp ra thị trường, mà cả tấn mà sầu riêng đều chín? Và chị nói vậy thôi, chúng ta đủ lớn, đủ nhận thức. Còn không ai đưa ra một cái mức giá kêu là cao quá so với ngoài chợ để cho ngoài chợ bán được nhiều hơn. Dạ thưa, để xác suất một trái sầu riêng không nhúng thuốc, trái sầu riêng sạch, thì phải có một đội ngũ, vừa người cắt nè, người vận chuyển nè, cái quá trình kiểm tra nè, rất nhiều. Nên giá thành nó, tại sao trong siêu thị hoặc chỗ quan hoặc là chỗ những cái bán sầu riêng sạch đó đều giá cao hơn ở ngoài thị trường, ở ngoài chợ, ngoài hàng trôi nổi, thì quý vị cũng phải biết điều đó. Kinh doanh là một cái động thái bổ trợ cho nhau, cùng nuôi sống nhau, nhu cầu cung ứng cho nhau. Cái nhu cầu cần của các bạn thì chúng tôi cung ứng, chứ kinh doanh không phải là chúng tôi làm ra để phải đua theo những người khác, phải bỏ giá bằng người khác, để rồi sao người kinh doanh sẽ chết. Cái đó là mục đích trong kinh doanh thôi. Tất nhiên ai cũng sống vì cái mục đích của mình. Các bạn đi làm kiếm tiền để nuôi cho trang trải cuộc sống, thì tụi qua cũng vậy. Kinh doanh để trang trải cho cuộc sống của mình, và bồi bổ thêm, và muốn cái thương hiệu của mình phát triển hơn, bằng cách giữ uy tín. Còn nếu mà chỉ là một người bán hàng online trên mạng á, bán đại đi cho xong, bán hết lô hàng đó thì mình lời. Dạ không có. Cái thương hiệu nó vẫn còn, để cho khách phải quay lại với mình, tin tưởng vô cái độ tuyệt đối, và mình đã quảng cáo với khách như thế nào, sầu riêng không nhúng thuốc chín tự nhiên là như thế nào. Và qua nói thời gian đầu qua không nhận order là tắt cơm giùm các bạn, bởi vì thứ nhất là qua cũng không có nhiều trái chín như đâu, thứ hai nữa là qua muốn cho các bạn cảm nhận được là sầu riêng chín tự nhiên là mất thời gian, trải qua một quá trình, chứ không phải là sầu riêng mà đùng cái là kêu qua một đêm chín. Dạ, qua một đêm chín thì các bạn đủ biết là nó như thế nào. Tường Vi Thắng, chỉ có những ngày cuối tuần lắm, những cái lô sầu riêng mà đã cắt sẵn rồi để cắt từ đầu tuần đấy sẽ có trái chín. Thì quan này nói là những ngày cuối tuần ai đặt cạch thì quan sẽ cho nhân viên khui ra, bỏ hộp gửi cho các bạn. Và sầu riêng á thì phải tránh gió, để ngoài nó ăn xong là các bạn ráp lại hoặc bỏ trong một cái hộp có nắp
để cho giữ được cái vị ngon của sầu riêng. Tại gió vô thứ nhất là có thể sầu riêng bị chua nè, thứ hai là ảnh hưởng tới cái đường ruột của các bạn nếu bạn nào yếu. Tiến Khánh chào anh. Lâm Phương có trái chính. Thấy chưa, tôi cho bạn mấy bạn khui hộp để gửi cho khách nữa. Tại hôm qua tôi có thông báo là ai đặt cặp đó thì hôm nay sẽ khui trái chính. Tại đã cắt mới rồi nên những trái của lô cũ đã chín rồi thì hôm nay sẽ khui cho khách. Bà ăn thì bà nói tôi cho mấy bạn nhân viên cắt khui luôn. Vâng, Công Dũng kìa đang qua. Võ Minh Tiến chờ em. Thì anh đang qua rồi đi. Cái này rất xài. Nhớ nha, nếu mua cái này về nhớ đọc những cái ở bên trong quan viết ha. Cách khui nè, giá trị dinh dưỡng của sầu riêng, cách phân biệt nha. Ở bên trong đều có hướng dẫn cho các bạn. Đây là một sản phẩm chứ không phải nói là đồ ăn mà chúng ta đem về chúng ăn không. Nguyễn Liên xin chào. Vân Công Dũng. Dạ, ăn sáng sầu riêng. Lê Quỳnh Quỳnh, Trang Vi Tuấn, Duyên Nguyên. Nói về cái sầu riêng xuất ký ha, rồi qua cũng nói luôn các bạn ha. Có một khách rất là dễ thương. Qua xin lỗi là qua không bênh vực nhân viên của mình. Khi mà nhân viên đem tới thì thật sự khách order, khách không nói số ký. Khách chỉ nói là một trái, hai trái, ok. Thì qua không dám lựa những trái lớn cho khách. Thật sự qua không muốn mang cái tinh thần là khách sẽ nói ô mày ép mua nhiều, mua lớn. Không qua chị. Với lại lớn quá qua còn không có. Trái loại 1 bên Quang hoàn toàn là loại 1. Và những chỗ khác có thể cho những cái trái sầu riêng của qua vô là hàng đặc biệt của người ta. Giá người ta rất cao. Một trái hàng đặc biệt của người khác là có thể là 300 mấy chục ngàn một ký, nhưng mà riêng bên Quang là chỉ có để 180 ngàn. Qua vẫn cho vô là loại 1 thôi. Nhưng mà những trái đặc biệt đó có thể những lâu lâu có những người quen, khách mua quen thì qua sẽ đưa trái đó ra. Là trái đầy đủ năm hộp. Mỗi hộp là đều có muối ở trong đó. Hộp lớn thì sẽ có 2-3 muối ở trong đó. Mỗi hộp đều có muối hết. Thì cái số lượng muối rất là nhiều. Trái loại 1 theo chuẩn của sầu riêng ha, sẽ dao động từ 1,8 kg đến gần trên dưới 3 kg một chút xíu. Đó là cái chuẩn. Cái chuẩn của loại 1. Có nhiều khách đem ra một cái trái sầu riêng mà qua nói thiệt, đó là gọi là sầu riêng lớn. Sầu riêng lớn thì ở ngoài theo dân chuyên á, người ta gọi là sầu riêng heo á, bự lắm, 4 kg mấy, 5 kg mấy cũng có. Cái ủa sao sầu riêng lại một là phải bự chứ? Dạ không phải bự là đó là cái một là chất lượng đâu ạ. Bự chưa chắc là ngon, bự chưa chắc là một cái sầu riêng loại 1, mà bự được xếp vô sầu riêng loại 3. Nên quý vị nhớ về một cái, nếu chúng ta có kiến thức về sầu riêng thì chúng ta sẽ nói chuyện cho nó hợp lý hơn, thuyết phục hơn, logic hơn những vấn đề đó. Đừng so sánh một cái loại sầu riêng loại nhất với là một sầu riêng loại khác. Và thứ nhất là tại sao nó loại ba, giá nó sẽ rẻ hơn nữa nè, và cái hộp nó có thể là bị khuyết nè. Thứ hai nữa là khi các bạn mua một cái trái lớn đó thì các bạn cũng phải trả ra một số tiền như vậy, có thể các bạn ăn sẽ không hết, đúng không? 5 kg các bạn sẽ trả ra một đống tiền như vậy. Mà trái loại nhất thì nó sẽ tính cho cái mặt bằng chung là nó vừa phải đối với một con người như thế nào. Tất cả chúng ta thì cái gì vừa đủ nó sẽ tốt hơn những cái gì mà nó vượt quá, nó quá lạm dụng. Chú Quang á, ngày nào Quang cũng ăn sầu riêng cũng được, nhưng mà Quang nói là ăn ở một cái mức vừa phải mỗi ngày, và chúng ta kèm theo nước nè, kèm theo những cái thức ăn khác nữa
nó giúp cho cái chất dinh dưỡng hấp thụ cho chúng ta rất là tốt và không bị nổi mụn, hoàn toàn là da và đó. Nên mọi người nói ăn sầu riêng sẽ nóng sẽ béo, không có, ăn ở mức vừa phải thôi. Chờ Denis La, chờ Tuấn Đăng, Tuấn Đặng, Hà Hữu Lạc, Bê Cuông, Bê Cuông. Xu Huy Nguyễn, em ở đâu vậy? Anh Dennis La, khi nào anh về Việt Nam đi, order bên em ăn thử. Sầu riêng sạch không thuốc, bảo đảm 100%. Anh sẽ thấy hoàn toàn khác với sầu riêng ngoài chợ mình mua nha. Cái vô cái đầu tiên là cái vị ngọt của sầu riêng. Ok, Bình Tân order ship được các em. Cái vị ngọt, qua nói về cái vị ngọt, cái màu sắc thì mình không dám nói chắc chắn ha. Vì màu sắc của sầu riêng nhúng thức thì nó sẽ đậm hơn về cái lượng cơm. Cơm sẽ đậm hơn rất là nhiều. Màu sẽ vàng rực hơn bằng cái màu nghệ trên đây. Ngọt, gắt. Cái hậu khi chúng ta ăn xong là bị gắt cổ. Còn cái sầu riêng chín tự nhiên á thì nó sẽ có một cái độ ngọt, tất nhiên vẫn ngọt. Ngọt vừa phải. Cà gót có. Sầu riêng ráo. Củ Chi hả? Củ Chi ở đâu? Có một ngày qua sẽ ship hết Củ Chi, tại vì có một bạn đã order ở dưới ngay chỗ cầu vượt Củ Chi á, thì chắc là có một ngày qua sẽ cho ship xuống Củ Chi. Thì gom đơn hàng một lần qua sẽ cho ship xuống Củ Chi luôn. Khoảng chừng 10 bạn, 8 9 bạn gì đó. Thì qua sẽ cho nhân viên ship xuống Củ Chi, tại vì các bạn thông cảm là các bạn nhân viên không thuộc đường, không biết những cái đường ở các cái vùng đó, mà xuống đó thì cái mất thời gian trong cái quá trình đi tìm rất là nhiều. Dennis La, dạ anh về đi. Chung cư Lê Thành Lô, à chung cư Lê Thành anh biết, ở đi ngang qua khỏi cái Võ Văn Kiệt ngày hôm qua. Ok, có gì mà tí nữa anh cho nhân viên liên lạc lại với em nha. Cảm ơn Xuân Nghi Nguyễn. Dennis là tuần trước mua một trái bên này 80 đô, ăn không được, tức ghê. Dạ. Nhiều người á, tại vì em giao trái cho mọi người á, nhưng mà em vẫn đảm bảo được 99%. Và em chắc chắn gần như 100% là cái cơm thành phẩm của em nó ngon. Và lượng cơm như thế nào, tại vì em biết chắc nó ra thành phẩm như thế nào, nó ra cơm như thế nào. Do cái em biết được cái lô đất trồng, cái thời gian trồng, cái thời gian trái nó kết trái và nó ra được hoàn chỉnh được một cái trái và đủ tuổi già là thời gian khoảng chừng 100 mấy ngày, đủ cái tuổi, chắc chắn cái khu đó đất như thế nào sẽ ra cái thành phẩm, ra cái lượt, cái ruột, cái cơm của chúng ta như thế nào, em biết chắc chắn. Bên em thì hoàn toàn là tin tưởng vào cái đó. Banana sen sầu riêng hả con? Hồ Điệp li li bi đi điệu bê 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 được. Nên nhiều người á qua nói bán, khi mà qua kinh doanh qua không muốn gọi là mình là một người bán online, tùy qua đánh vào thương hiệu ha, và qua phải có kiến thức. Và đội ngũ của người qua sẽ kiểm tra sầu riêng rất là tốt. Khi mà một khách gặp chúng vấn đề trục trặc gì, chỉ cần chụp hình đừng photoshop, bên qua kỹ thuật bên qua sẽ check ra được vấn đề đó thiệt hay giả, hay là các bạn đang cố tình phá tụi qua. Dạ em chào chị Hằng Nguyễn. Dạ chị ở đâu? Chị cho em thông tin để em cho các bạn nhân viên liên lạc lại. Nên Quang nói là Quang muốn là khi mà Quang đưa ra sản phẩm sầu riêng không thuốc chín tự nhiên thì
và muốn cho tất cả khách hàng của mình cũng phải có một chút xíu kiến thức về sầu riêng khi mình cảm nhận được và mình ăn chiếc sầu riêng mình biết như thế nào. Tại vì hiển nhiên trên thị trường bây giờ rất nhiều sầu riêng giống thuốc, và mình không nói là mình đánh vào cái đó để mình bán mắc hơn, không có. Thật sự cái giá Quang đưa ra thị trường á hiện tại là thấp hơn thị trường tới gần 50 ngàn một ký giao nguyên trái nha các bạn, 50 ngàn một ký so với những sầu riêng nhúng không nhúng thuốc và chính tự nhiên khác, là giá Quang đưa ra vẫn thấp hơn cả 50 ngàn. Không phải là Quang dành khách, không có, tại vì Quang muốn là hỗ trợ cái tiền đó là tiền ship cho các bạn. Nhưng mà các bạn cũng phải có một cái động thái là trả tiền ship, nhưng mà Quang sẽ giảm giá thành xuống như vậy. Dạ chị Hằng Nguyễn. Dạ số điện thoại hotline chị gọi số 0932958639. 0932958639, đó là số hotline. Ok, mọi người đặt mọi người có thể inbox cho qua 0932958639. Ok. Ơ nè. Sorry. Qua bị sai. Cho qua chút qua ghim lại cái bình luận nè. Dạ mấy chị gọi vô đó cũng được. Có nhân viên đang trực online. 0932958639. Yes, ok. Chào chú Đôm. Sầu riêng Quang bán nguyên trái là ri 6 là 180.000 một ký, còn mon thon là 200.000 một ký nguyên trái. Cái giống về nói về cái giống mon thon. Giống mon thon thì các bạn sẽ nhìn thấy rất ít trên thị trường có mon thon. Mon thon là một cái giống tương đối là mới so với người dân Việt Nam mình ha. Giống mon thon khác biệt một chút xíu so với ri 6 như thế này á. Ví dụ như ri 6 như thế này thì chúng ta thấy là chất lượng cơm thì cũng ráo ở ngoài, cũng cứng ở ngoài, nhưng mà bên trong thì nó hơi, mình nói là ướt một chút xíu. Riêng mon thon thì, để bỏ rác qua đây lại, mon thon là một giống sầu riêng hoàn toàn là khô. Hôm nay qua ăn hết rồi, qua không có sầu riêng mon thon đây. Tại khách order, nhiều khách thì qua kêu ăn thử đi, thì sau đó thì khách chỉ order mon thon thôi, khách không ăn ri 6 nữa. Chắc do sở thích của từng người, nhiều người lại thích ăn ri 6 không ăn mon thon. Nhưng mà người ăn mon thon là không ăn ri 6 nữa. Tuy giá mắc hơn, mon thon ngon hơn. Không phải nói ngon hơn, độ ngon cũng như nhau, nhưng mà mon thon sẽ khô hơn, ráo hơn. Dành cho những người không thích ăn ướt. Và trong mon thon có một vị ngọt thanh, hơi chút xíu, cái hậu hơi chua nhẹ một chút xíu. Mon thon, còn phải nói cái lượng đường trong mon thon nó sẽ ít hơn trong ri 6. Nên dành cho những người mà có cái vấn đề và tiểu đường thì các bạn có thể dành chọn sầu riêng mon thon để chúng ta ăn, vẫn có độ ngọt. Nhưng mà có vị hậu của nó hơi chua chua một chút xíu. Chào Nguyễn Nhật Ân, Huynh Chun, Nguyễn Chi, Trương Thảo Trang. Thảo Nguyễn Sóc Trăng thì các bạn gom order dùng Quang, nhiều Quang cho người nó gửi nó dễ hơn ha. Tại vì cái sở tiền phí của các bạn Nguyễn Nguyễn, dạ 180.000 một ký ri 6, còn mon thon là 200.000 một ký nguyên trái. Chị Hà Nguyễn hai trái, dạ chị gọi giùm em vô số hotline đó, không thôi chị nhắn tin giùm em. Em bắt cho em, tí nữa em chết rồi em cho nhân viên sẽ liên lạc với chị. Anh Quỳnh. Anh Quỳnh em ở đâu vậy? Tại vì Quang đi làm, Quang đi quay thì cái thời gian mà Quang lên live để nói về cái ngón hàng kinh doanh của mình thì nó hơi ít. Ở nhà thì các bạn nhân viên vẫn đi giao hàng, vẫn nhận khách hàng và đi giao cho khách. Nhưng mà lâu lâu Quang được nghỉ và Quang vẫn muốn nói, tại vì đây là cái lĩnh vực mới mà Quang
Quang tham gia, đó là kinh doanh về sầu riêng sạch. Thì bên Quang thì sẽ đánh vô sầu riêng quanh năm cho các bạn. Bởi vì tụi Quang sẽ có một cái vườn để sản xuất trái mùa ha. Vẫn hy vọng rằng sẽ cung cấp đầy đủ sầu riêng miền Tây, miền Tây nha các bạn, sầu riêng miền Tây cho tất cả mọi người luôn. Bởi cái vườn trái mùa đó, khi hết mùa sầu riêng miền Tây đã sắp hết rồi, thì bắt đầu sầu riêng của mình sẽ xuất hiện trái mùa. Không thì sắp tới là khoảng chừng 2 tháng nữa là sầu riêng miền Đông, phía miền Đông của mình là sầu riêng bắt đầu vô mùa rồi. Nhưng mà sầu riêng miền Đông sẽ khác với sầu riêng miền Tây. Qua không nói về cái vị, bởi vì mỗi người một cái khẩu vị khác nhau. Nhưng về cái màu sắc bên ngoài một chút xíu, về cái vỏ sầu riêng miền Tây sẽ có màu xanh, màu xanh mơn hơn. Màu xanh giống như là cây đèn cài quang ha, màu xanh mớn, mơn mớn này vậy nè, màu xanh lè vậy đó. Thì nó ha. Còn cái sầu riêng miền Tây, miền Đông á, miền Đông thì sẽ có một màu xanh hơi ngã một cái màu nâu vào một chút xíu. Nó khác biệt ở cái bề ngoài của hai trái sầu riêng. Mà sầu riêng miền Đông thường á bự hơn rất là nhiều so với sầu riêng miền Tây. Với về kim trần mít cấp, sầu riêng miền Đông á cái sơ nó nhiều hơn. Sầu riêng miền Tây của chúng ta thì nó béo, nó mịn. Còn sầu riêng miền Đông thì sẽ có những cái sớ, đa phần có sớ nhiều hơn. À, xanh bánh dây lại là sầu miền Đông xanh đậm hơn, đúng rồi, xanh ngã hơi chút xíu màu nâu 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 đó. Chơi nghiện sắp hết rồi để ăn chơi. Hôm nay á đám cưới rồi nhà hàng xóm sửa nhà đủ thứ. Sầu riêng qua bán là 180.000 một ký nguyên trái ha. Mon thon là 200.000. Sầu riêng hôm nay thì nếu mọi người order thì hôm nay nếu có đủ thì qua sẽ giao luôn. Thôi là tí là khoảng sau 2 giờ 3 giờ thì mọi người sẽ vận chuyển sầu riêng lên nữa, tại vì cắt từ hôm kia rồi. Tại vì trên đây giờ Quang đang chạy online trước. Mặt bằng thì Quang đang coi, chắc chiều nay Quang coi ở Trần Hưng Đạo B, quận 5. Để có mặt bằng Quang muốn phục vụ các bạn gần hơn thôi. Quang sẽ khui cơm tại chỗ để bỏ vô những cái hộp nhỏ. Các bạn ăn một phần, hai phần, phần một người, hai người hoặc phần gia đình. Thì chúng ta có thể mua tại shop luôn. Tí được phải chạy đi coi mặt bằng rồi. Hôm bữa có coi được một mặt bằng nhưng mà không có khả thi với chủ nhà. Chào Huyền Ron. Chào Minh Tuấn, Nữ Văn Ngọc, Bê Cun. Ok, Nguyễn Hữu Ngọc. Anh đang cố gắng. Tại mấy em đi quay, tần suất đi quay anh nhiều quá. Ngày nào cũng quay từ sáng đến khuya rất là nhiều quá nên cái công việc nó bị áp lực rất là nhiều. Hình như Khải Miên, Thanh Hòa. Chào anh Kevin Hoàng Hồng Huỳnh. Anh cứ chọc em hoài nha, em chỉ là người nông dân thôi.
Hôm nay anh được off, chạy đi công việc, đi quay sang chịu nổi không chịu nổi nữa, mệt quá, mấy đi quay mệt quá. Làm việc nhiều quá nó đuối. Nên phải xin nghỉ một ngày để relax cái với lại bồi bổ lại cho cơ thể. Chứ mệt, đuối nên không chịu nổi. Cô xin dạ chắc kỳ lâm. Một trái ngon to to đi. Dạ chiều tiết chiều là em cho bạn chạy đi luôn. Tại vì chiều giao cho mấy khách, mỗi khách ba trái. Cái đợt này để em coi ở dưới còn để cho cô ăn liền không anh, cái chất khi lâm ha. Thùy Nguyễn Saka ở Bình Dương hả? Ở Bình Dương thì ở khúc nào em ha? Chờ anh chút anh chụp chân. Một trái sầu riêng 9 cây là đủ bồi bổ rồi anh em. À 9 cây hả? 9 cây thật sự á, anh cảm nhận ha, ăn 9 cây á sẽ không ngon bằng ăn chín tự nhiên. À 9 cây thì anh vẫn ăn, vẫn có. Thì thường ở dưới vườn có 9 cây thì các bạn đều cắt gửi lên riêng cho anh hết. Nhưng mà để gần lại nói chuyện, anh lại thích ăn chín tự nhiên hơn. Chắc là anh thích ăn ngọt. Anh cứ cho trong lô hàng cho nó chính là anh khuyên ăn. Lâu lâu á có ở dưới vườn có những cái trái chín cây mà trùm bò hoặc là cái gì đó. Kiên Quyền, chúc anh chưa vui vẻ. Ủa chưa cho ta. Ồ 11 giờ đó. Hôm nay chủ nhật nên cho mấy bạn đi làm trễ. Cho mấy bạn nhân viên đi làm trễ chút xíu cho ngủ cho đã. Tại vì một tuần làm việc rồi. Thì chủ nhật chỉ cho cái làm thời gian ít lắm. Tại vì nhưng mà chủ nhật cũng phải làm, tại vì chủ nhật là ngày khách khách order rất là nhiều. Khách cần ăn sầu riêng tại vì có tiệc tùng á. Nên chủ nhật anh hay để khoảng chừng ngày cuối tuần anh hay để chừng mười mấy trái để anh khui. Anh khui cơm cho khách khi mà khách order, để cho khách ăn liền được. Thì anh chỉ để mười mấy trái đó để ra một bên để cho nó chín tới cuối tuần là bắt đầu khui cơm cho khách. Những khách quen rồi những khách mà order nhanh á thì sẽ ăn cơm liền được. Còn những khách mà chậm một chút xíu thì Quang xin lỗi. Tại vì khi mà sầu riêng á, thường á, sầu riêng cắt á, thì Quang phải đợi rất là lâu, khoảng chừng 5 đến 7 ngày để cho sầu riêng chín. Thì khách cũng vậy thôi. Khi mà Quang đưa về nhà khách thì cũng phải khách đợi dùm cho Quang 4 đến 5 ngày, có khi 3 ngày. Nhưng mà tốt nhất á, có những trái sầu riêng nó nặng, nó cứng đầu hơn, thì tốt nhất là chúng ta hãy để sầu riêng bắt đầu dậy mùi thơm. Bắt đầu dậy mùi thơm thì các bạn ri xấu thì các bạn để thêm một ngày là ăn ráo, hoặc để thêm nửa ngày hôm sau ăn vào buổi trưa buổi chiều á thì sẽ ăn hơi ướt một chút xíu, đó là ri xấu. Còn mon thon thì các bạn để một ngày bắt đầu thơm, để một ngày, để thêm một ngày nữa và ngày thứ ba hẳn ăn. Linh Tâm, cảm ơn chị Xuyên Đăng. Đó chính vì vậy á, Quang muốn là các bạn là
khi mua sầu riêng của bên Quang thì không phải là Quang đặt ra khó khăn quá hay cái gì, không có, tại vì cái điều đó là điều hiện thực là nó như vậy, chứ Quang không có đặt ra được, tại Quang không có quyết định được trái sầu riêng chín hay không chín được. Nếu quyết định được đó chỉ có là sầu riêng mà bán chợ trời ngoài thôi, nên các bạn cũng phải thông cảm cho Quang ha. Và chỉ muốn đưa những trái nào mà tự nhiên, chín tự nhiên cho các bạn, đúng với chuẩn chín tự nhiên thôi. Còn mà kêu mà những cái hành động khác thì dạ xin không. Nếu mà các bạn order muốn ăn liền, cho có nhiều bà ăn order tới 10 trái ăn liền, nhưng mà Quang đâu có đủ, thì thật sự là Quang bị mất cái khách đó rồi. 10 trái đó là bao nhiêu ký ta? 1 trái 2 ký mấy, 10 trái là 20 mấy ký. Cho em hỏi Ri 6 bà Kim Cương mân thon khác nhau ở điểm nào? À, bà Kim Cương có đang online không? Hồi nãy qua mới nói cái điểm khác nhau giữa Ri 6 và Kim Cương. Thích ngọt và béo. Bạn nào thích ngọt và béo ngậy thì nên ăn Ri 6. Khách qua không bao giờ mà ép khách lấy mon thon, tại qua rất sợ những khách không biết ăn mon thon. Thứ nhất là tiền mon thon cao hơn 20 ngàn một ký rồi, các bạn uổng, uổng lắm nếu mà các bạn không biết ăn. Chúng ta phải biết ăn về mon thon thì chúng ta mới cảm nhận được cái vị ngon của nó. Còn nếu mà các bạn ăn sầu riêng bình thường nhất thì thôi, cứ ăn Ri 6 là cho chắc chắn đi ha. Nhưng mà Quang xin thưa luôn, về cái sự an toàn trong kinh doanh, sầu riêng mon thon sẽ an toàn nhất. Bởi vì mon thon khi mà đưa tới các bạn, cái xác suất mà bị trục trặc về cháy muối là những cái sầu riêng mà nó quá già, nó bị cháy muối chút xíu, như cái mảng đen ở trong cái muối bóc ra ăn bữa bình thường, là mon thon sẽ không có. Cái độ dày cơm mon thon dày cơm hơn, cái độ phải nói là nhiều muối, mon thon cũng nhiều muối hơn. Nếu mà trong kinh doanh ngay từ đầu á, Quang đưa ra cái chuẩn cho mấy bạn ở dưới vườn nhân viên luôn, Quang nói tại chúng ta cắt mon thon thôi, chúng ta đánh về một loại mon thon thôi, để cho đánh mạnh bên mình là mon thon. Thường mon thon thì các shop sầu riêng nước ngoài có, chúng ta đánh mạnh. Nhưng mà Quang thấy, các bạn thấy thì mỗi người một sở thích, thì Quang muốn là Quang có hai loại để cho các bạn lựa chọn. Có hai loại để cho các bạn lựa chọn, để cho mỗi người một sở thích khác nhau á, thì người ta sẽ có cái để. Để so sánh cũng như có cái để chúng ta đổi vị. Một người thích ăn sầu riêng, không lẽ hoài ăn ngày nào chúng ta cũng ăn Ri 6, ngày nào chúng ta cũng ăn mon thon thì nó hơi bị ngán đúng không? Chúng ta một có một cái hành động vậy. Em lên fanpage trả lời khách thì anh. Nha. Và muốn cho cái điều đổi vị cho các bạn, để cho các bạn có thêm một cái cảm giác mới về loại sầu riêng. Sầu riêng không đơn thuần là sầu riêng. Và có nhiều bạn giờ đang hot bán sầu riêng của Malaysia này kia, giá rất là mắc, 1 triệu mấy là một ký cơm. Riêng sầu riêng của Việt Nam chúng ta thì Quang sẽ bán cơm Ri 6 thì là 600 ngàn một ký. Còn mẫn thon là 660 ngàn một ký. Đó. Ờ, Quang đang bán cái giá đó thôi. Thì có nhiều bạn là mỗi người một khẩu vị mà lại theo là sầu riêng Việt Nam mình ngon hơn. Đúng, Quang cảm nhận là sầu riêng Việt Nam ngon hơn, tại vì cái mùi thơm hơn, béo hơn nữa. Và sầu riêng nước ngoài chưa chắc chỉ các bạn được ăn đồ tươi đâu ạ, toàn là ăn đồ đông lạnh thôi. Nếu khẩu vị Việt Nam các bạn thử bỏ vô tủ lạnh, bỏ vô tủ đá cho chừng 5-10 phút nó hơi sạch lại, chúng ta ăn thử đi, vẫn ngon, rất là ngon. Tại vì chúng ta không chịu làm. Chúng ta cứ nghĩ sầu riêng bỏ ra là phải ăn liền, và không có, bởi tủ lạnh mới ngon, tăng lên cái độ ngon cho trái sầu riêng. Khi ăn á, chúng ta thấy là có thể là sầu riêng của nước ngoài thì nó lạ miệng hơn một chút xíu, và cái lợi thế của nó là nó đã đông lạnh rồi, nó là sệt rồi. Khi ăn vô chúng ta, một là cái vị tươi mát nè, là cái lạnh. Người Việt Nam mình là khí hậu Việt Nam mình đang khí hậu nóng nữa, đang mùa nóng như thế này, ăn lạnh vô thì cảm thấy con người chúng ta nhẹ nhàng liền, cảm thấy cái cảm giác quan đầu tiên chúng ta là cảm thấy thoải mái liền trong tinh thần, nó mát mà. Sau đó tới cái vị ngọt, tới cái mùi thơm nhẹ. Tại sao sầu riêng, tại thực tế tại Việt Nam mình cũng có được như vậy,
để xem chúng ta còn thử bỏ vô tủ lạnh đi, để chúng ta lấy cái cảm giác đầu tiên, cái feeling đầu tiên là mát mẻ, để chúng ta nhẹ đầu hơn, chúng ta mọi thứ giống như là khi chúng ta thoải mái rồi, cái mọi thứ chúng ta nhìn nhận nó nhẹ nhàng hơn. Dạ chị nấu cơm đi, 11 giờ rồi, em hôm nay không có nấu cơm, em xin ăn, tí má cho đồ ăn, em không có nấu cơm gì chân, mà em cũng lười lắm, em không có nấu cơm, có thì ăn, có em ăn khác, ăn trái cây cũng được, ăn sầu riêng cũng được, ăn chè cũng được, ăn bánh mì cũng được, ăn dễ ăn lắm, ăn bánh tráng cũng được, ăn cái gì cũng được, còn cơm thì má sẽ cho. Chay Trần, để coi trả lời khách chưa, chụp anh chút xíu mà kiểm tra. Ok, trả lời rồi. Chụp anh chút xíu mà trả lời khách chứ. Sao cái này nó không có cái voice nữa. Chờ quên chút xíu nha, mà trả lời không. Ok, buổi trưa rồi, nếu bạn nào bận thì bạn có thể đi nấu cơm, làm đồ ăn cho gia đình chủ nhật mà, đúng không? Thì qua nói chuyện một chút xíu thôi, qua cũng ao, ăn hết sự, hết cái muối sầu riêng này ao. Những bạn mà hỏi mà thích ăn béo ngọt muối thì sẽ mua đi xấu. Tại vì đó là cái đặc điểm của sầu riêng đi xấu, phải không? Rất là ngọt và béo ngấy. Bà Lan nè, còn măng thon thì nó khô hơn, nãy hơn, nó ngọt dẻ hơn, thanh hơn chút xíu và có một vị chua cái hậu nhẹ thôi. À, có trả lời tự động, quên. Bạn hỏi về sầu riêng bao nhiêu một ký, tôi quên mất là có trả lời tự động. Có giá ở trên đó. Tại vì trên đây có báo nè, nên cũng nhiều chuyện lắm, thấy báo là nhào vô liền. Mấy bạn nhân viên chưa kịp mình trả lời là có nhiều lúc qua đi quay không? Cô thấy cô trả lời trước rồi đó, nhiều chuyện. Đi quay tại bị đạo diễn, giờ này bị đạo diễn tịch thu điện thoại hết, ba cái điện thoại bị tịch thu hết, toàn bộ ba cái điện thoại với cái đang live stream bị tịch thu hết toàn bộ luôn. Đạo diễn nói điện thoại gì đâu mà suốt ngày, mày đi quay gì đâu mà suốt ngày sầu riêng khách không vậy, có người có nhân viên coi thì để cho ở nhà nó coi chứ, nhưng mà tại vì quan tính hay như vậy, kệ các bạn, có nhiều lúc trả lời không hết thì quay trả lời phụ. Ăn cho nó hết nhưng mà còn muối bỏ. Ok, Kiều Cương, thank you anh. Ăn xong rồi, đổ gác ra luôn, để đem xuống giáo dục. Có thùng rác vậy thương, ăn một đống rác.
ăn xong là chà cái mỏ. Em cũng chửi, anh cũng chửi em một lần rồi á. Ủa có không? Tôi chưa hề chửi cô nha cô Thảo kìa. Trời ơi, tức dễ sợ. Cô thật là ác độc. Cô lên đây cô toàn chửi tôi không chứ ai chửi cô được. Hả? Cô nghĩ coi tôi sao dám chửi cô. Hả cô Thảo? Đi xấu chứ. Chào anh chút xíu chào khách. À. Và bật mí luôn nha. Biết nha. Cái này hơi nói chút xíu. Mấy bạn nào mà hôm nay trong ngày hôm nay mua những cái trái mà ăn liền á, các bạn lời hơn á. Thực sự là thứ nhất là lời về cái ăn được liền nè. Giờ còn ít người dám nói thôi, đừng có nhiều người quá người ta biết rồi chắc chết. Cái thứ hai là khi sầu riêng chín ha, sầu riêng chín á, tại shop á chín rồi á, số ký sẽ giảm đi 3 lạng. Ví dụ như trái đó là 1 ký 9 thì kia đó chính là chỉ còn có 1 ký 7 ký 6 à. Nên các bạn lời được 3 lạng nữa đó. Số cơm ở trong vẫn y chang như nhau nhưng mà chỉ có cái vỏ nó chín là nó sẽ khô lại, là nó nhẹ hơn thôi. Đó bí quyết cho các bạn á. Nhưng mà tùy đợt mới có thôi. Nên các bạn ơi. Có nhiều khách giờ vui lắm. Chứ Thảo em làm gì mà dám mà anh không dám chửi. Trời ơi, em hiền quá Thảo ơi, em hiền lắm. Ủa trái nhỏ của em đâu? Em có ngày nào chẳng để trái nhỏ cho em. Em giống như khách VIP ngày nào cũng để trái nhỏ cho em á, dưới bếp còn kìa. Anh để dành riêng cho em luôn á, anh xách về nhà anh luôn á. Em không ăn là anh ăn nè. Mai mốt em chỉ lấy sầu riêng chín. Không có nha, tức dễ sợ. Ê, cái sầu riêng của em lúc mà đưa cho khách cũng là 90-80% rồi, nên chị giảm được con lạng thôi chút xíu à, mình lại tính toán cho tôi đúng không cô Thảo? Rồi có trái chín inbox riêng anh ơi để hỏi 300 gram nếu mà. Rồi bây giờ tôi tí tôi xóa livestream này tôi không cho mọi người coi đâu. Thì coi tôi bán lỗ lắm. Thảo có lấy không trái nhỏ? Có Thảo ơi, để tí cho. Có. Tại thường trong vườn á có những cái trái nhỏ nhỏ dễ thương á. Nhưng mà trái nhỏ đặc biệt giống như em á, nên đây đưa cho em là nhiều hộp. Trái đó thường mấy bạn hay để riêng lại cho anh ăn. Tại vì nó nhiều hộp, nó nhiều muối. Cái gì nhỏ nhỏ anh ăn vừa lần. Mỹ An, vậy là bữa giờ mua sầu riêng sống lỗ rồi. Không có nha Mỹ An nha. Nha. Tôi lỗ với cô đó, mấy cái mon thon đó là hoàn toàn là lỗ, mon thon lỗ nhiều hơn á. Tại vì sầu riêng khi mà anh đưa tới là tại 90-80% rồi, là cái số sống, tức là sầu riêng là lúc mà sống nhăn luôn á. Anh nói gì để cho mọi người biết là khi mà anh, ví dụ anh cắt nguyên một cái vườn đó đi, thì anh đã luôn luôn để 2-3 ngày rồi anh mới giao cho khách, là anh đã mất đi một cái lượng rồi, số ký rất là nhiều, anh bị hao một ký rất là nhiều rồi nha. Còn khi nào mà chín thì là anh bán khui cơm cho khách. Ủa ai gõ cửa này vậy? Cho nó ngoài đi. Trái nào chín anh để dành chín, chỉ có người quen anh mới giao thôi, quen trái thôi, còn lại thì anh khui cơm cho khách. Anh khui cơm mở hộp cho khách. Tại vì những trái chín anh để dành để cho cuối tuần là khách, những cái gia đình mà người ta ăn giống như bạn vừa rồi á, ngày ba ấy hôm nay ăn ngày 31 đúng không, là ngày 29 phải giao cho bạn là những trái chín rồi, để 31 là bạn khui ra nhà có tiệc. Em muốn mua luôn ông chủ, ông nói bị mất đồ rồi, mai mốt người ta tranh trái nhỏ của em.
Cái nhỏ để anh ăn mà. Thì chỉ có em anh mới kêu đem qua cho em trái nhỏ thôi đó, chỉ xíu xíu. Tại vì nó không có trái nhỏ, nó tính trái nhỏ đó là dưới 1,8 kg là không có được chủng loại 1. Anh đâu có được quyền ăn loại 1 đâu. Nhưng vì anh nó tốt với anh lắm, nó không cho phép ăn loại 1. Cho anh ăn ký có là ký mấy à? Ký 1, ký 2 gì đó. Có hôm nó gửi cho trái sầu riêng, trời ơi, 9 cây. Chút xíu đi. Hả? Cho anh ăn vậy thôi hả? Cứ anh ăn vậy thôi đủ rồi. À, Mỹ An. Nước cam của em. Cảm ơn em nhiều. Anh uống nguyên chất luôn. Anh không uống đường, không uống mật ong, không uống đá luôn. Nước cam nhà bạn Mỹ An trồng. Không thuốc luôn. Ngồi dưới đất luôn á, ngồi dòm nè, ngồi dân buông vậy đó, thấy không? Không thèm ngồi ghế luôn, hình như má qua cho cơm á. Ây da, nhà lạ lắm, muốn coi có khách nào không gặp, muốn coi ngoài có khách không mà gì nè, cúi xuống. Hồi sáng nè, sầu riêng của em nè Thảo. Wow, thơm quá. Chín rồi. Oh, nè, còn trái này mấy bạn cho anh ăn nè. Chín rồi nè. Trái nhỏ này đủ học luôn, thấy không? Năm học rồi, thấy không? Nè, cái đìa nè, anh nói nè. Khi mà chín cái đìa rớt ra nè. Đó. Cái tay hất nó cũng rớt ra. Thì khi treo trên cây ở trên cái đìa đó, thì gió này nó lay 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 rớt cái phạt xuống. Nguyên trái sầu riêng rớt xuống. Để coi coi. Hai trái nhỏ hả? Hai trái nhỏ giống nhau. Nè. Hai trái nhỏ giống nhau. Tại vì mấy trái này hôm anh để em khui cơm hết cho khách đó. Em có khui cơm không? Anh cho mấy bạn khui luôn. Tí trưa chiều đi giao cho em luôn. Khui sẵn đi, khỏi về đổ rác. Thì cuối tuần anh khui, một tuần anh khui lần hai lần rồi. Anh cho khui. Ừ? Nhắn tin cho anh đi Thảo ơi. Nếu muốn khui cơm thì anh cho mấy bạn khui cơm đem qua cho em ăn luôn. Có cái hộp dễ thương lắm nha. Cái hộp có cái nắp á, mai mốt đem cơm đi làm ăn. Võ Quỳnh Như, Lê Kim Hoa, Nguyễn Thành Đức. Ok, anh cho khui cơm hai trái nhỏ cho em. Đỡ phải đổ rác mà, tại vì đây anh đổ rác luôn, trả tiền luôn lần. Em khỏi phải trả tiền thêm. Đúng không? Anh tiết kiệm tiền cho em. Tại đổ rác á, như anh là đổ thêm sầu riêng, vỏ sầu riêng liền, người ta tính thêm tiền đó. À, ok, cơm cưa. Nè, có khách người ta order trái nhỏ cua luôn nè. Chờ chút nha, anh trả lời khách.
Tại vì á, chỉ có cuối tuần mới có trái chính thôi nha. Con nói rồi, tại thường một tuần con sẽ để lại chừng một chục trái hoặc là hơn chút xíu để cuối tuần khui cơm cho khách. Tại vì cuối tuần thường thứ bảy chủ nhật, con bị nhiều khách nói rồi là cái ngày đó là gia đình á tới chơi rất là nhiều nên cần sầu riêng ăn liền. Mà nếu mà giao trái mà chưa chín, 3 ngày nữa chín thì khách thì ăn không kịp á, bà con tới không có cái ăn á, nên là cuối tuần thường là quan sẽ chừa lại sầu riêng khoảng 10-10 mấy trái để khui cơm cho khách. Nên bạn nào mà ngày cuối tuần thì order sớm thì quan sẽ chốt lại rồi quan cho nhân viên thường của chủ nhật thì sẽ đi giao vào buổi chiều, tại vì mọi người hay có khách vào buổi tối. Thường ngày thì giao buổi trưa nhưng mà chủ nhật là ba buổi chiều. Hương Thanh Nguyễn, nếu mà sầu riêng ký mà anh khui giùm á thì anh tính theo số ký trong trái. Rồi Thảo ơi, có bạn đặt hai trái nhỏ đó luôn rồi. Còn nếu mà khui cơm á, anh sẽ khui cơm anh tính theo số ký, ví dụ nửa ký cơm là 300.000, một ký là 600.000. Mẹ An ơi, hôm nay chưa có sầu riêng măng thon, chiều sầu riêng măng thon mới lên, chiều anh mới cho xe chở lên, tại vì hôm nay á chưa có cái shop á, cái chỗ tập kết sầu riêng á, cái chỗ để vào khui á, nên phải để chỗ cho các bạn đó ngồi khui nữa, nên chiều nay cho mới cho sầu riêng lên, 3-4 giờ sầu riêng mới lên tới xe chở lên. Nếu em ăn ri 6 thì có liền. Hương Thanh Nguyễn thì ký nếu nguyên trái là 180.000, còn Monthon là 200, còn nếu mà cơm anh khui ra thì 1 ký là 600.000 1 ký, ký cơm thôi. Thường á, thường là 3 ký mấy sầu riêng mới được 1 ký cơm. Nó qua thấy em là buổi tối rồi cần gì hái. Thôi được rồi, để anh đi mua anh ăn cũng được. Mỹ An nè, em hại anh quá nha. Giờ mọi người đều biết anh thích ăn xoài luôn rồi đó. Ăn xoài là anh một ngày mà anh đi quay á, quay mệt mà anh không có xoài chua á, anh chịu không được. Anh sẽ giống như bị nghiện xì ke á. Tay chân anh sẽ không khó chịu, rất khó chịu, rất là mệt. Nên bắt buộc là một ngày anh phải có xoài chua trong người. Thứ nhất là vitamin C là để cho anh tỉnh ngủ. Thứ hai là anh quen rồi, anh rất là muốn ăn xoài. Khi mà làm việc căng thẳng anh đều muốn ăn xoài. Ri 6 hả Mỹ An? Để anh. Em có khui luôn không? Anh cho mấy bạn khui luôn cho em. Ây da. Ok thôi mọi người đi ăn cơm đi, 11 giờ mấy rồi nè. Không khui, ok không khui. Không khui thì tôi lại đưa cho chiều tối tôi đưa cho trái chờ 4 ngày 5 ngày nữa. Anh đâu có bị bệnh, tại vì đi quay đêm nhiều quá nó hơi cục xịt một chút xíu thôi. Ok thôi mọi người đi ăn cơm đi ha, bye bye mọi người, buổi trưa vui vẻ. Và ai order sầu riêng thì có inbox cho anh.